Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán dâm được tổ chức tinh xảo tại nhà nghỉ An Định phường Tráng, do Trần Thanh Sơn 1982, trú thành phố Quy Nhơn, làm chủ. Trước đó, lực lượng trinh thám Công an thành phố Quy Nhơn đã bất thần vào kiểm tra nhà nghỉ An Định. Tại đây, cơ quan tính năng đã phát hiện 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 5 phòng khác nhau. Ngoài ra, cơ quan tính năng cũng phát hiện hơn 10 cô gái khác đang ở nhà nghỉ để chờ bán dâm. Công an thành phố Quy Nhơn sau đó đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Sơn cùng Nguyễn Cảnh Tài 41 tuổi, trú phường Đền Tráng, Võ Thành Duy 34 tuổi, trú phường Hải Cảng và Nguyễn Quốc Hưng 28 tuổi, trú phường Nô Mây, thành phố Quy Nhơn là những nhân viên làm việc tại nhà nghỉ An Định để kế tiếp điều tra mở bát ngát vụ án, làm rõ đường dây chuyên cung ứng gái mại dâm tại thành phố Quy Nhơn. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận là chủ nhà nghỉ và người đứng đầu đường dây mại dâm. Sơn tuyển các cô gái dễ thương và bố trí ăn ở tại nhà nghỉ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Sơn điều các gái bán dâm của mình lên phòng đáp ứng rồi thu tiền hoa hồng.